Dạ vâng, em xin chào thầy các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghiện Kiểng Lá của em ạ. Hôm nay em lên cái dòng cây đế vương. Cái dòng cây này anh chị xốp cây này hoặc có cái cửa hàng bán cây cảnh ấy, mua những cái dòng này em thấy khá hợp lý luôn. Thứ nhất là hai cái dòng này này là nó màu sắc nó rất là đa dạng nha anh chị. Đó, một cây nó có thể có rất nhiều màu này anh chị này. Đó, nó biến thiên từ màu xanh, từ màu đỏ này, lá mới sang đến những cái màu cam này. Đó, màu xanh chuối này, ở sang cái màu xanh đậm này. Đó, nó nhìn nó biến thiên lá rất là đẹp nha anh chị, từ cái giai đoạn lá non cho đến lá già. Và cái cây cái dòng đế vương cam đậm này, hay là gọi là đế vương nâu này, thì cái màu của nó thì nó chỉ có 2-3 màu như này thôi. Đó, từ cái màu cam, màu nâu này chuyển sang màu xanh như này thôi. Nói chung hai cái dòng này thì anh chị giá rất bình dân. Anh chị mua về anh chị có thể mình trồng ở bên ngoài sân, ngoài vườn, hoặc là bên những cái bên ngoài cửa, ngoài đường. Nói chung là cái dòng cây này nó rẻ tiền thì anh chị mình có thể trang trí được hết. Nhiều khi mình trồng ra bên ngoài ấy, mình không có kiểm soát được thì cũng đỡ bị tiếc. Đó, có 60 ngàn một chậu thôi nha anh chị. Đó, một chậu này thì đây anh chị này, cái size lá này, size lá là size khoảng tầm 25 cm nhé. Còn cái đế vương nâu ấy, thì cái lá nó sẽ nhỏ hơn một chút, nó tầm hơn 20 một chút thôi. Cái này có những lá đạt size đến 30 rồi anh chị này. Đó. Nói chung là cái chậu cây ấy, cái giá trị của chậu cây thì mình thứ nhất là mình phải đo về cái size cây. Đó, cái thứ hai là cái chất lượng cây anh chị nhé. Chứ mình đừng nhiều khi mình cái so sánh giá mình cũng không, nó không chắc chắn được đâu. Có nhiều người bán cây nhỏ bằng 1/3 như này, 50. Đó, anh chị cứ thắc mắc là sao người ta bán cái 50 ngàn như cái chậu này này. Có thể họ bán đến 50-60 ngàn rồi này. Bên em thì chỉ có những cây lớn em mới bán thôi. Đó, như này này. Đây, nói chung là mình so sánh giá thì mình so sánh cả về cái size cây nữa, cái chất lượng cây nữa anh chị nhé. Cây đồng đều như này. Em bán đồng giá là 60 ngàn một chậu nhé. Anh chị nào yêu thích thì inbox cho em. Còn anh chị nào mua sỉ được số lượng từ 10 cây một loại như này này. Ví dụ anh chị lấy 10 cây đế vương nâu, 10 cây đế vương cam thì em có giá sỉ tốt hơn nữa. Còn hoặc là anh chị ghép đơn đi, ví dụ như 5 cam, 5 nâu thì em sẽ ghép đơn cho. Em cũng sẽ giảm giá thêm cho. Đó. Anh chị nào ở gần thì mà cần mở xốp cây hay gì đó, anh chị có thể ghé tận vườn anh chị coi nhé. Mình bốc cây, mình lựa cây, mình bốc cây luôn cho nó tiện. Đó, ví dụ như mua được số lượng nhiều em hỗ trợ tiền xe cho. Hỗ trợ một phần ở đấy thôi nha anh chị, chứ không phải hỗ trợ hết đâu. Anh chị cứ đánh cái xe tải tới. Bình thường khách của em cứ lần đánh xe tải tới lấy lần thì gần 100 cây, lần thì gần 300 cây. Nói chung là cứ xếp đầy cái xe rồi chạy chợ về thôi. Thì thứ nhất là mình lựa được cây đẹp luôn tại vườn. Thứ hai là mình biết được cái vườn của mình hoạt động và chất lượng như nào thì nó tiện hơn. Chứ anh chị nhiều khi anh chị mua hàng ở trên kênh của em là cứ kêu là thôi chuyển khoản trước thì có uy tín hay không hay như nào không, thì thực ra là em cũng hoạt động trên cái kênh này khá lâu rồi và em chơi kiểng lá từ lâu rồi. Cho nên cái chuyện mà một vài trăm ngàn của anh chị chuyển khoản trước ấy, nó không đáng cái gì so với cái công sức em làm nhiều năm nay rồi để xây dựng cái kênh của em như này rồi. Nói chung anh chị mua hàng được ấy thì anh chị cứ inbox cho em nhé, rồi chi tiết như nào em sẽ báo chi tiết cho. Anh chị cứ kết bạn Zalo đi. Đó. Rồi mình trao đổi thêm, ví dụ như mình có thể báo số lượng rồi em sẽ báo lại giá cho. Nói chung là cái giá em bán trên là giá bán lẻ nhé. Và một chậu hay là một cây gì đó em cũng đều ship nhé. Nên anh chị cũng không nên thắc mắc là mua ít mua nhiều có ship không hay như nào. Nói chung là một cây em cũng đã bắt đầu em ship rồi. Rồi, em xin cảm ơn anh chị ạ. Đế vương nâu và đế vương cam này là đồng giá 60 ngàn một chậu nhé. Rồi, em xin cảm ơn anh chị ạ.